Phật dạy. Thiện Huệ đồng tử thọ ký thành Phật. Ở một kiếp lâu xa trong quá khứ, có một vị Thiện Huệ đồng tử tu hành thanh tịnh, lập chí thành Phật. Mộng thấy nằm trên biển lớn, chứng tỏ rằng thân này vẫn chưa được giải thoát, vẫn còn ở trong biển sanh tử. Mộng thấy gối đầu lên núi Tu Di, cho thấy tương lai có thể thoát ly sanh tử, đắc được niết bàn. Mộng thấy tất cả chúng sanh trong biển lớn nhập vào trong thân mình, cho thấy tương lai sẽ là nơi quy y của tất cả chúng sanh trong biển sanh tử. Sư phụ, nếu như mộng thấy tay trái nâng cao mặt trời, còn tay phải đỡ lấy mặt trăng thì có ý nghĩa gì chứ? Tay nâng mặt trời là ánh sáng trí huệ chiếu khắp pháp giới. Tay nâng mặt trăng ý là con sẽ dùng các pháp môn thuận tiện để hóa độ chúng sanh, giúp họ xa rời vô minh khổ não, tiêu trừ lửa dục, vĩnh viễn được mát lạnh. Năm giấc mộng này chính là hình tướng tương lai con sẽ thành Phật. Dạ đa tạ sư phụ khai thị. Tất cả bá tánh của kinh thành nước Đề Hoa Vệ đang chuẩn bị nghênh tiếp anh trai của quốc vương nước Đề Hoa Vệ, Phật Nhiên Đăng sắp sửa vào thành thuyết pháp. Con có thiện căn sâu dày, nhưng lần này hãy thành tâm phát nguyện tương lai nhất định sẽ chứng quả thành Phật, độ hóa tất cả chúng sanh. Sau đó hãy đến độ hóa thầy. Con hãy dùng 500 đồng tiền này đi cúng dường Phật Nhiên Đăng. Dạ sư phụ, đệ tử không phụ lòng kỳ vọng của thầy đâu. Đại thúc, tôi muốn mua hoa tươi. Cậu đến trễ rồi, hoa tươi đều đã bán hết rồi. Ngay cả những đồ dục cúng dường như là vòng hoa sen, dầu thơm cũng đều bán hết rồi. Vì tỷ tỷ này, thì có thể bán số hoa trên tay của tỷ cho tôi được không vậy? Không bán. Tỷ tỷ à, tôi xin tỷ đó. Bảy đóa sen này là tôi và mẫu thân phải nhịn ba bữa ăn mới có được, mua để cúng dường Phật Nhiên Đăng, không thể bán cho cậu. Tỷ tỷ, tôi xin lấy 500 đồng tiền này là tất cả số tiền mà tôi có được để mua 5 đóa hoa trong số đó, xin tỷ đồng ý đi mà. Hả? Cậu thật kỳ lạ, sao cứ tự làm khổ bản thân như thế? Sao nỡ đem 500 đồng chỉ để đổi lấy hoa sen mà chỉ vài đồng là có thể mua được? Như thế là do nguyên nhân gì? Là vì tôi muốn cầu xin Phật Nhiên Đăng, muốn thành tựu nhất thiết chủng trí, độ thoát vô lượng chúng sanh. Vậy thì tại sao cứ nhất thiết lựa chọn hoa sen để cúng dường? Trên đời này chỉ có hoa sen là thanh tịnh không bị nhiễm bụi trần mới có thể biểu đạt được tam luân thế không, tượng trưng cho chân đế, vô tướng, bố thí. Được thôi, người thiện lương, tôi sẽ bán hoa cho cậu, nhưng mà cậu phải đáp ứng một điều kiện của tôi. Điều kiện gì? Tôi thấy thân tâm cậu dũng mãnh, đoan chính vô song, tương lai nhất định có thể chứng quả thành Phật. Nếu như cậu không chê tôi ngu dốt, có thể đồng ý sau khi cậu thành Phật sẽ thâu nhận tôi làm đệ tử, cho tôi đời đời kiếp kiếp đi theo cậu, trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh. Nếu cậu đồng ý, tôi cũng sẽ thực hiện mong muốn của cậu. Nếu không, hoa này tôi sẽ không bán đâu. Mong tỷ đời đời kiếp kiếp dung trùng thiện căn, cùng nhau hướng đến đại đạo Bồ Đề. Tôi là thân nữ nhi, không tiện đến trước mặt Phật cúng dường phát nguyện hai đóa hoa này, xin cậu hãy thay tôi cúng dường Nhiên Đăng Như Lai. Tỷ tỷ yên tâm, tôi nhất định làm được mà. Phật Nhiên Đăng đến rồi. Ngưỡng mong Phật Nhiên Đăng trụ thế lâu dài, vì chúng sanh chuyển diệu pháp luân. Ngưỡng mong Phật Nhiên Đăng thương xót Thiện Huệ đồng tử con. Nhận lấy bảy đóa hoa này, nguyện tương lai sẽ chứng đắc thành Phật quả, giống như Phật Nhiên Đăng độ thoát vô lượng vô biên chúng sanh, đầy đủ đại nguyện thành Phật của chúng sanh.
không thể nào để bùn đất làm ô nhiễm chân Phật. Lành thay thiện nam tử, trong kiếp thứ 91 sau này ngươi sẽ thành Phật. À, Phật Đà, xin ngài hãy thọ ký cho đệ tử. Đợi đến khi đồng tử này thành Phật, hắn sẽ thọ ký cho ngươi thành Phật. Trong thế giới Ta Bà, tên gọi là Thích Ca Mâu Ni, quảng độ vô lượng chúng sanh. Thiện Quế đồng tử chính là bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật của thế giới Ta Bà sau này. Cô Di chính là Gia Du Đà La, thê tử của Tất Đạt Đa, sau này cũng được thọ ký, tương lai sẽ thành Phật, tên gọi là Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tướng Như Lai. Nếu có chúng sinh nào cúng dường hương hoa sẽ được 10 loại công đức. Thứ nhất, sự thế như hoa. Thứ hai, thân không xú uế. Thứ ba, phúc hương giới hương. Thứ tư, tùy theo nơi sinh, tỷ căn bất hoại. Thứ năm, vượt xuất thế gian, làm thầy đáng kính. Thứ sáu, thân thường thơm mát. Thứ bảy, yêu thích chánh pháp, thọ trì đọc tụng. Thứ tám, được phúc báo lớn. Thứ chín, mệnh chung được sinh lên trời. Thứ 10, mau chứng Niết Bàn. Đây là tên 10 loại công đức cúng dường hương hoa. Nam mô A Di Đà Phật.